Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Hải xin dẫn các em tăng lớp 3 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hải Liêm không khơi quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình xong bài 69 bài luyện tập chung trang 88 đến trang 89. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 phần luyện tập. Câu số 1 người ta nói là buổi sáng Mai và bố đến nhà tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai sẽ đến nhà mỗi bạn vào lúc nào. Như vậy câu số 1 này người ta nói là buổi sáng thì Mai và bố sẽ đến nhà tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn lúc mấy giờ. Thì mình quan sát mẫu. Mình quan sát hình ở đây thì mình thấy là bạn Mai và bố sẽ đi đến từng nhà bạn, nhà từng bạn để tặng bánh. Thì mình thấy là nhà robot có đồng hồ chỉ là kim ngắn vượt qua số 8 có nghĩa là hơn 8 giờ. Kim dài chỉ số 10, 10 nhân 5 là 50. Như vậy là 9 là 8 giờ 50 phút. Có nghĩa là 9 giờ kém 10 phút. Đúng rồi. Như vậy là mình sẽ quan sát mẫu. Mai đến nhà robot lúc 8 giờ 50 phút. Hai mình nói là 9 giờ kém 10 phút cũng được nha. Có nghĩa là 10 phút nữa sẽ là đúng 9 giờ thì mình gọi là 9 giờ kém 10 phút. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình quan sát đã ở đây. Như là nhà bạn nam ở đây. Mình thấy là đồng hồ đây kim ngắn vượt qua số 8 có ngày hơn 8 giờ. Kim dài chỉ số 7, 7 nhân 5 là 35. Như vậy mình kết luận là Mai sẽ đến nhà nam lúc 8 giờ 35 phút. Giờ mình thấy là muôn từ số 7 này tới số 12 là 5 số. 5 nhân 5 là 25. Có nghĩa là 25 phút nữa sẽ là đúng 9 giờ. Thì mình có thể nói là 9 giờ kém 25 phút cũng được. Đúng không? Giờ như giờ câu này các em sẽ trả lời như sau. Bài làm. Như giờ mình trả lời là Mai. Mai đến nhà bạn nam. Mai đến nhà bạn nam. Lúc 8 giờ 35 phút. Hai mình nói là 9 giờ kém 25 phút. Đúng rồi. Như vậy là Mai sẽ đến nhà bạn nam lúc 8 giờ 35 phút. Hai mình sẽ nói là 9 giờ kém 25 phút cũng được nha. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát đây là nhà của bạn Việt. Bạn Việt đang đứng trước nhà để chờ Mai đến. Thì mình thấy đồng hồ kim ngắn vượt qua số 8 có ngày hơn 8 giờ. Kim dài chỉ số 9. 9 nhân 5 là 45. Có nghĩa là 8 giờ 45 phút. Như vậy mình để là Mai đến nhà bạn Việt. Lúc 8 giờ 45 phút. Hay mình sẽ nói là mình thấy là kém. Từ số 9 tới số 12 là 3 số. 3 nhân 5 là 15, như vậy là 15 phút nữa là đúng 9 giờ, như mình nói là 9 giờ kém 15 phút cũng được. Hay 9 giờ kém 15 phút. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 kem hiểu bài, cái sau khích video, hãy biết kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 xem tờ lịch tháng 4. Giờ trả lời câu hỏi. Câu A người ta hỏi là ngày sách Việt Nam ngày 21 tháng 4 là thứ mấy? Thì mình quan sát tờ lịch tháng 4 ngày 21 tháng 4. Đây ngày 21 tháng 4 ở đây. Thì chính là ngày Chủ nhật đúng không? Như vậy mình trả lời câu số 2 như sau. Mình trả lời câu A chứ. Ngày sách
Việt Nam. 21 tháng 4 là thứ mấy thì chính là ngày chủ nhật, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. Người ta nói là mỗi ngày thì cái đầu thần kỳ của robot đều có khi một bông hoa. Vào thứ bảy tuần đầu, thứ bảy đầu tiên của tháng tư thì trên cây có bốn bông hoa. Hỏi cây bắt đầu gieo hoa vào ngày nào? Như vậy câu B này người ta nói là mỗi ngày thì cái đầu thần kỳ của robot đều có khi một bông hoa. Vào thứ bảy đầu tiên của tháng tư, mình sẽ quan sát tờ lịch xem thứ bảy đầu tiên của tháng tư là thứ mấy, là ngày mấy. Thì mình thấy là thứ bảy đầu tiên của tháng tư chính là ngày 6 tháng tư, được này. Trên bông hoa có bốn bông hoa, như vậy người ta hỏi là cây bắt đầu gieo hoa vào ngày nào? Thì mình thấy đây là ngày thứ bảy, là ngày 6, thì sẽ bắt đầu là từ ngày 3. Ngày 3 gieo một bông hoa này, hai bông hoa, ba bông hoa, bốn bông hoa, đúng này. Như vậy câu này các em trả lời sao? Mỗi ngày cây đầu thần kỳ của robot đều có khi một bông hoa. Mỗi ngày cái đầu thần kỳ của robot đều có khi một bông hoa. Vào thứ bảy đầu tiên của tháng tư, tức là ngày nào? Chính là ngày 6 tháng 4. Trên cây có bốn bông hoa. Như là mỗi ngày thì cái đầu hồng kỳ của robot đều có khi một bông hoa. Vào thứ bảy đầu tiên của tháng tư, tức là ngày 6 tháng 4, thì trên cây có bốn hoa bông hoa. Vậy mình kết luận là cây sẽ bắt đầu gieo hoa vào ngày 3 tháng 4, đúng không? 3 tháng 4 là 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, đúng không? Vậy cây bắt đầu gieo hoa vào ngày 3 tháng 4. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Hãy biết các em hiểu bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Giờ câu số 3. Mai vừa mua một cái kẹo có giá như hình dưới đây. Thì mình quan sát hình thì mình thấy cái kẹo này sẽ có giá là 2 tờ 1.000 đồng. Có nghĩa là cái kẹo này sẽ có giá là 2.000 đồng, đúng này. Sau đó thì Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim. Người bán hàng đồng ý. Như vậy là Mai phải trả thêm cho người bán hàng một tờ 5.000 đồng, đúng này.
Như vậy người ta hỏi là giá của cái kẹo là bao nhiêu tiền, thì mình thấy là cái kẹo này được trả bằng 2 tờ 1.000 đồng, thì 1.000 cộng 1.000 là 2.000, như vậy giá của cái kẹo này sẽ là 2.000 đồng. Đúng rồi. Như vậy câu này các em sẽ trả lời như sau. Câu A hình trả lời là giá của một cái kẹo này thì mình sẽ thấy là 1.000 cộng 1.000 sẽ bằng 2.000 đồng, đúng này. Câu B người ta hỏi là giá của một cái gói bim bim là bao nhiêu tiền, thì mình thấy là bạn Mai sẽ trả là cái kẹo và lấy một cái gói bim bim và trả thêm 5.000 đồng, như là ban đầu là 2.000 đồng này là trả là cái kẹo trả lợi giờ, thì 2.000 đồng này sẽ là tiền để mua cái gói bim bim cộng thêm 5.000 nữa mới đủ, như là 2.000 cộng 5.000, đúng không? Như câu B các em trả lời là giá của một gói bim bim là 5.000. Giờ mình trả lời là giá của một gói bim bim là mình sẽ lấy 2.000 cộng 5.000 sẽ bằng 7.000, như kết quả là 7.000 đồng. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 kèm phiếu bài, cái sau khích video phải với kèm phiếu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi. 2 giờ sẽ bằng bao nhiêu phút? Thì mình nhớ là 1 giờ sẽ bằng 60 phút, đúng không? 2 giờ bao nhiêu phút? Thầy sẽ tính nhắc phía này cho các em hiểu nhé. Như vậy 1 giờ thì bằng 60 phút, 2 giờ thì mình sẽ lấy 60 nhân 2. 60 nhân 2 bằng bao nhiêu? 60 nhân 2 thì mình sẽ đọc là 60 nhân 2, 6 nhân 2 là 12, chục giữ nguyên. Kết quả là 12 chục chính là 120. Ở đây mình sẽ viết là 120 phút, đúng không? 2 giờ sẽ bằng 120 phút nhé. Giờ tiếp theo là 2 năm sẽ bằng bao nhiêu kháng? Thì mình thấy là 1 năm sẽ bằng 12 kháng. 2 năm như vậy thì mình sẽ lấy 12 nhân 2. 12 nhân 2 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm. 2 nhân 2 là 4, viết số 4. 2 nhân 1 bằng 2, viết số 2. Kết quả là 24 kháng, đúng này. Như vậy là 2 năm sẽ bằng 24 kháng. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 kèm hiểu bài, cái sau bấm click video, thầy biết kèm hiểu bài nha. Phần tính nháp thầy sẽ xóa đi nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Hôm nay thì robot đi học bằng xe buýt. Quan sát và cho biết là robot đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút và từ trường về nhà mất bao nhiêu phút. Giờ mình sẽ quan sát hình. Giờ như robot đến trường thì mình thấy là giờ bắt đầu đi là kim ngắn vượt qua số 6 có nghĩa là 6 giờ, kim dài chỉ số 5 có nghĩa là 6 giờ 25 phút đến trường, đúng không? Giờ đến trường thì mình thấy là kim ngắn vượt qua số 6 là hơn 6 giờ. Kim dài chỉ số 10. 10 nhân 5 là 50 phút, như là 6 giờ 50 phút. Như mình sẽ lấy 50 trừ 25. 50 trừ 25 thì chính là 25 phút, đúng không?
Như vậy câu này các em trả lời sao? Người ta hỏi là cho biết robot từ đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút? Như vậy câu này các em trả lời như sao? Robot đi từ nhà đến trường thì mình thấy là từ 6 giờ 25 phút tới 6 giờ 50 phút là mất 25 phút, đúng không? Vô mà trả lời là robot đi từ nhà đến trường mất 25 phút. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát lúc đi về nhà. Thì robot lên xe đồng hồ kim ngắn vượt qua số 4 có ngày hơn 4 giờ, kim dài chỉ số 1. 1 nhân 5 là 5, 4 giờ 5 phút. Về đến nhà là kim ngắn chỉ số vượt qua số 4 có ngày hơn 4 giờ. Kim dài chỉ số 6, 6 nhân 5 là 30 phút. Như là 4 giờ 30 phút. Như vậy là bắt đầu lên xe là 4 giờ 5 phút. Tới đây tới về đến nhà là 4 giờ 30 phút. Mình sẽ lấy 30 trừ 5. 30 trừ 5 thì được 25. Như mình thấy là robot đi từ trường về đến nhà cũng mất 25 phút, đúng không? Như mình trả lời là robot đi từ trường về nhà mất 25 phút. Như vậy là robot đi từ nhà đến trường mất 25 phút thì robot đi từ trường về nhà cũng mất 25 phút mà không, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 5 nhé. Giờ câu số 5 kem hiểu bài, các sẽ bấm thích video, hãy biết kem hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.